Yes. Cho Son Maxe là quân của BB vào nô 1. Hai chém. Hà Nội là một Egypt và một Phô. Cơ hội lớn dành cho Vên Lớp và Mỹ Đình ở trận đấu này. Cửa bật là khá cao khi mà có một Phô và một Egypt đối đầu với một Maxe và một Cho Son. Tất cả đều có cung A, cả Egypt cũng như Phô. Và đều có khả năng dummy ngược lại với bài dummy của Maxe. Nhưng bài này là bài cả hai đều có hốc, sau là đều có góc. Một người ở góc 6 giờ và một người ở góc 9 giờ. Điều quan trọng còn lại có lẽ là chỉ là một bài đủ đồ dành cho cả hai game thủ, miễn là không có tình trạng ăn chung và một người không lên đài. Gì đây? Đừng nói là nhà nó một lại ở gần với nhà Mỹ Đình và Mỹ Đình đang câu voi. Yes. Egypt của thủ Mỹ Đình. Hãy cùng xem với hai thế nhà này thì nhà nào đánh cung. Ồ, câu voi chết dần. Lại là anh tôi. Vâng, vẫn cái bài quen thuộc, câu voi chết dần, bài ca muôn thuở và có lẽ là bài ca tôi không quên. Hai con voi đang được cái thủ với lớp câu lần hai. Và hãy xem rằng liệu có tình huống hai dân hai voi hay không. Đang rất tư tốn câu xuống con dốc này. Hai hút, một con quay đầu, hút rất khôn. Ba, cuối cùng thì ăn được một con voi. Vừa rồi là tình huống mà tôi thấy có xác hiêu nhưng lại có xác dân bên cạnh. Anh phi hiêu mà chết dân thì hơi dị. Nhưng không phải, đây là tình huống câu voi chết dân của về lớp. Con voi này cực kỳ lì. Vâng, không những lì mà còn rất khôn nữa. Người ta hãy cùng xem liệu ở tơn này thì vâng có quay đầu lại không. Cuối cùng thì cũng thanh toán xong. Như vậy là V-Lớp là người đánh chém ở dấu này và sẽ nhường cho thế chủ lực được đẩy sang cho thủ Mỹ Đình. Mỹ Đình chờ đợi rất nhiều ở game thủ Mỹ Đình ở trận đấu này khi mà anh được cầm Egypt và cầm cung chủ lực. I'm Rogan.
chơi bài nào chấm com và BB. Đó là hai người lời sớm nhất ở chỗ này. Pô của nguyên thủ với lớp đặc kích đời xong. Xong đầu 10. 14x với 23 dân. Chúng ta hãy cùng chờ đợi vào một bài với lớp chém khỏe. Một cho Son và một Mark C là quân của BB và nó một. Không biết là Mark C liệu có liều lĩnh đánh cung ở chỗ này hay không. Nhưng đây cũng là một lựa chọn mà BB cũng như No1 sẽ không bỏ qua. Đây là game thủ màu 6 cho Son. No1 như vậy là No1 cùng cánh với Velov. Còn Max C ở cánh của Mỹ Đình. Chưa thấy cái dò xa mặc dù ở đấy hai thủ BB lên đời rất sớm. Phải chăng được bài đánh thẳng cung của BB? Tôi nghĩ rằng khi mà đang dẫn trước tỷ số 2-1 như này và sau khi thắng 2C thì rất nhiều khả năng cái thủ BB đang đánh thẳng cung. Lên 3 xong, top 2 lạc đà và sẽ vã thẳng vào nhà cái thủ BB. Mặc cái thủ nó 1, bây giờ sẽ chạy dò thẳng sang nhà cái thủ BB luôn. BB lên đời rất sớm, điểm cao nhất map nhưng không đẩy dò. Điều này chỉ có thể được giải thích bởi một bài đánh cung của Mark C khung nhà. Và chúng ta hãy xem rằng liệu nguyên thủ với lớp có đẩy treo cánh hay không. Vẫn đang chảy cố gắng dò nguyên thủ nó 1. Không phải bây giờ mới thấy dò nguyên thủ BB. Đẩy dò rất muộn, đây là bài đánh dò thủ nguyên thủ BB ư. Tuyệt vời, 2 pha vẩy e đã giúp nguyên thủ với lớp bắt được dò của nó 1. Nhưng nhà của anh sẽ có tơn treo cánh đến từ nguyên thủ BB và bãi vàng. Bởi đây là bãi vàng xấu. BB nhận dây hồ này và tôi nghĩ là BB với kinh nghiệm của mình anh sẽ đẩy thẳng bãi vàng này luôn. Với lớp chưa bò vàng. Xiết chết trong tuần này, đã thủ thành công. Nhưng bây giờ thì mất một lạc đà bởi phù. Và dân của anh chết sạch. Vâng, tôi đã nói rồi, cảnh báo trước cho anh cách đây 1 phút tà đội. Nhưng anh không nghe thấy. Thang của anh tụt xuống ở 19-48, rất đáng tiếc ở bãi vàng. Go phô nhưng lại không đủ để bo vàng. Hơi lười bo vàng tình huống này và anh đã phải trả cái giá khá đắt. BB, anh đã chém thành công vào bãi vàng của đối thủ với lớp và đương nhiên là thời điểm này là thời điểm mà BB sẽ trở lại với cánh của mình để công vào nhà BA của đối thủ Mỹ Đình. Chuẩn xác luôn. Bị vẩy e xong. Và sẽ là những tôn nhồi chém liên tục của đối thủ BB cũng như No1. Thời điểm này là thời điểm mà BB đang bắt đầu hò nó một sang nhà của Mỹ Đình để cùng với BB chém fit hẳn nhà của cung chủ lực Mỹ Đình cầm Egypt. Bên lớp thì sẽ không dám sang nhà đối thủ BB nó một thời điểm này nữa rồi bởi nó một đang có phù. Không thể chém của đối thủ vâng chưa thể chém nó một sang, vậy thì đỡ được. Thay vào đó là lạc đà đối thủ bên lớp. Rất khó hiểu. Tôi tưởng như tôi vừa rồi là tơn mà bên phía của BB ở No1 sẽ tập trung ốp chết nhà của đối thủ Mỹ Đình. Nhưng chỉ là một tơn thiêu chém của thủ BB. Nhưng hãy đề phòng với bài dummy của Mark C. Một bài đánh hốt mã để chống y Mark C. Ở thời gian ở đây tôi thấy có khá nhiều đối thủ lựa chọn lối đánh hốt mã để chống y của Mark C. Đây cũng là một lối đánh khá hiệu quả ở những thời điểm đầu. Thế nhưng nếu như để cho Mark C lên được chiêng và cả giáp thì sẽ lại rất khó. Vã luôn vẩy e. Không vẩy e tên này. Bên lớp tham 20-44. Dân của anh đã là một bán sổ đỏ và giặt nhà. Cặp ngay bãi quả. Vâng, đang cứ đối khát. Soi tham đang bị đè nhưng Hà Nội đang có thiên hướng đè lại. Bãi quả này đối thủ với lớp đã bị phát hiện bởi BB, tôi tin chắc là BB đã nhìn thấy bóng ra chém Mark C rất rộng. Giết nhà Mark C trước để lấy tham. Đưa thế trận về cân đã. Không nên để tham bị đè như này. Dân của Mark C còn đang ra ruộng. Rất khó chịu, tôi thấy là bây giờ nguyên thủ BB đang vẽ ruộng ở ngay giữa bản đồ. Và chém của BB cũng không hề ít. Nhưng may trận này là một bài hốt mã cùng với lạc đà của nguyên thủ với lớp. Một bài đi vâng, nhà Mỹ Đình đang bị hốt. Bây giờ thì Mỹ Đình đang bị ốp bởi rất đông chém của
của cho Son. Nổ nổ e chân, đang nổ e chân. Mỹ Đình. Suýt chút nữa thì chém lọt vào nhà của đối thủ Mỹ Đình. Vừa rồi một tên đẩy chém hơi tù tội của đối thủ nó một. Anh để ý một chút thì anh có thể la vào. Chỗ này là thừa sức sửa, không có diện tích tiếp xúc để cho chém để chém nổ e. Sau đó thì game thủ Mỹ Đình cần phải lấy tham của Vlog, giết chết Maxi trước. Và sẽ có bài dummy của đối thủ Vlog lại cả Maxi cũng như là cho Son nếu cần thiết. Ăn được rất nhiều dân của BB. Và ăn được tham của BB bỏng là đã tươi dành cho đối thủ Vlog rồi. Nhưng nhà của Mỹ Đình thì sao? Thủ nhà thành công. Vâng, chém nổ luôn ở BB. Hơi bất ngờ dành cho game thủ nó 1. Chỗ này diện tích tiếp xúc hơi nhiều. Bởi vì vậy mà game thủ nó 1 đang chém khá tốt vào chiếc BB. Những tình huống thủ nhà chầy cối của game thủ Mỹ Đình đang phát huy tác dụng. 44/68. Vlog vẫn chưa thể công được nhà của game thủ. Vâng, vẫn chưa công được nhà của nó 1. Và chính vì điều này nên game thủ nó 1 đang rất rảnh tay để công vào nhà của game thủ Mỹ Đình. Đây là tên quân của đối thủ Velop. Tôi nghĩ đây là thời điểm mà anh sang vã đàn chém của đối thủ No 1. Chém dọa ma sau đó công lên nhà của game thủ No 1 một tên. Đẩy sọc đơn vào trước và sọc phù và sau đó thì đẩy đằng nào vào sau. Với đạo này hoàn toàn có thể vã chết nhà của đối thủ No 1. Khi mà No 1 đã kéo rất đông chém sang nhà của game thủ Mỹ Đình. Mỹ Đình đang phải kéo toàn bộ dân của mình ra để sửa nhà. Thủ nhà được mới là điều quan trọng. Mọi thứ sẽ là vô nghĩa nếu như anh mất nhà tên này. Rất đang cố gắng để sửa. Sửa đi anh, vâng sửa. Sửa là vẫn kịp. Rất tốt, không những sửa mà anh còn ăn được cả cung vào. Bây giờ đẩy cung vào ra, vâng ăn được cả chém và đẩy cung vào ra để bắt chém của đối thủ nó 1. Cùng với cả chém của đối thủ Vlog. Không được rồi, lại bị lọt từ phía sau. BB và nó 1 đang đua nhau đục đẽo ở nhà của đối thủ Mỹ Đình. Nhà của anh Phúc bây giờ đang có rất nhiều chém của BB. BB đang cố gắng ăn thua với cái thủ Mỹ Đình để cho cái thủ nó 1 đủ khỏe. Thời điểm này nó 1 là người duy nhất mà không bị động rất nhiều và rất khỏe ở trên góc 12 giờ. Nhưng nên nhớ rằng những thời điểm vừa qua, thời điểm mà cái thủ Mỹ Đình như Vlog vẫn đang giữ được rất nhiều quân. Trong đó thì cả BB và nó 1 đều thiếu rất nhiều quân tại nhà của game thủ Mỹ Đình. Và đây sẽ là sai lầm dành cho No 1 và BB. Tham nó bắt đầu đè ngược lại dành cho Hà Nội. Tôi đã thấy có hai nhà y của đối thủ BB. BB bắt đầu đâm y, chém nổ nhà y và kéo ra đây đập luôn. Quan trọng là phá luôn hai nhà y này của đối thủ BB thì coi như BB bắt đầu phế. Trước khi phế thì BB cũng đã có được 3 con y, 4 con y. Không thể có chém của đối thủ No 1. No 1 không thể để vào. Y đang giật ra để nhử cung đầu đối thủ Mỹ Đình ra. Chắc chắn là chém sẽ ốp vào sau đấy phút 33 dân, đó là số dân của thủ nó 1. Nhưng là tham phát triển của cho Son thời điểm này chưa phải là quá to. Nhưng Mỹ Đình cần phải có một tên đi dân ảo ra ngoài để ăn rừng. Tôi nghĩ là ăn một cánh rừng ở phía bên ngoài sẽ là rất tuyệt vời dành cho Mỹ Đình ở thời điểm này. Bởi rừng anh đã rất tù. Ăn nữa là sẽ thủng. Thủng là sẽ khổ dành cho anh. Và anh cần phải tránh điều này. Đen một cái BE đi và xây lại luôn. Vlog con đường máu. Vâng, đây là con đường máu dành cho Vlog. Anh đang rất nhẹ nhàng đi nhẹ nói khẽ cười duyên vào nhà của game thủ No 1. Một đã biết. Còn B. Vâng, dân B không có bánh xe, chỉ khổ cho em thôi. Chém rất tốt ở những thềm đầu. Thế nhưng khi mà game thủ Mỹ Đình cũng có bài thủ nhà tốt thì BB bây giờ đang bị game thủ Vlog chăn hết dân. Và tham sẽ fit dần. Tuyệt vời, cho Son ra quản vàng. Vâng, bây giờ chiến thuật là quản vàng ngoài. Quản vàng ngoài của cả BB và No 1. Đây là hai bãi vàng. Đây là hai bãi vàng chiến lược. Chỉ cần đẩy chém và lạc đà ra đều quản vàng là sẽ thắng. Cửa thắng đang bắt đầu thanh thang hơn dành cho Vlog và Mỹ Đình. Khi mà Vlog đang có tấn công dân cực kỳ hiệu quả. Đây là một tình huống kinh dân rất lớn, rất tốt của thủ Vlog.
vào cả Maxey như Choson. Choson thời điểm này phù không có nhiều bởi anh tập trung ép châu chém. Sắp phù thời điểm này cũng không có nhiều ý nghĩa vì game thủ Mỹ Đình bây giờ đã khỏe. Đã xem Mỹ Đình bao nhiêu rồi, cầu thủ chết rồi. Vâng, thang máy 48-68, thang năm có dấu hiệu đè lại, nhưng đây là một tên mà cái thủ Mỹ Đình mất nhà. Y Maxey đầu chiêng đồng và tôi tin chắc là đã lên cả giáp. 75 thực không phải là vấn đề quá lớn đối với Maxey để có thể lên giáp chém. Không ai đâm ngược lại nhà Maxey. Như vậy là cần phải công chết nhà của Choson nếu như muốn có cơ hội thắng ở trận đấu này. Tham của bên lớp chỉ là 16-48. Đang tươi thì tự dưng vâng nóng mắt tắt nụ cười luôn. Lớp đang tìm lại cho một cái hốc, lại là cái hốc 9 giờ. Xin lỗi, góc 3 giờ. Lại là góc chết. Mỹ Đình 47-52, tham trên 4x nhưng là tham giặt nhà. Phải đổi nhà được với Choson thì mới có cơ hội. Để Maxey mới chảy trên bản đồ như này thì cũng rất khó. Như vậy là nơ 1 cũng đoán biết được điều này và anh đang đánh cái thế thủ. Không thấy có y của BB về nhà đỡ hộ. Không, BB đây rồi. Y của anh đang trên con đường về nhà để đỡ nhà cho nơ 1. Bên lớp sẽ phải tranh thủ cơ hội này để vã vào nhà của nơ 1. Không vào được. Nơ 1 và BB đang phối hợp với nhau rất tuyệt nhuyễn. Và ngoài thời điểm mà BB và nô 1 đã vào ngoài, bên lớp sẽ phải quản lại hai bãi vàng mà thời điểm đầu anh đã công. Bên lớp chỉ cần quản vào ngoài, tôi có hai mỏ vàng nhưng cũng không quản được. 700 gỗ dành cho thủ Mỹ Đình, chưa biết làm gì với số gỗ này. E của anh đang limit. Vừa rồi là một tên can sone, vâng, can sone ruộng của Mỹ Đình. Không biết làm gì trong những tên này nữa. Để chém cho Son nở ra đều với một thế nhà khung và việc ăn ở hai mỏ vàng sẽ là rất nguy hiểm. Và cùng với đó là những tên bơm đồ liên tục của Maxey. Maxey sẽ chảy rất đều những con y. Giá như phát hiện được hai nhà y sớm của game thủ BB thì sẽ rất dễ thở cho Velop và Mỹ Đình. Có hai bãi vàng ở phía trên nhưng Velop không quản. Có vẻ như là đã bo kín ở trên bãi vàng 12 giờ. Còn nếu không bo kín thì anh đã quản chặt rồi. Lại là một lần nữa ốp của team Hà Nội. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Lạc đà đứng trước cản mũi. Thì là cản mũi tham lai đang bị đè một chút. Tham này thì vẫn đánh được. Vẫn đánh được, chưa có nhiều nhiều tình huống bị đè lắm. Mà đây là tên ốp nhà của phía Hà Nội. Có cả phù. Lạc đà coi như vô tác dụng. Giật lạc đà lại phía sau. Game thủ Y đang kéo toàn bộ Y về nhà của nô 1 để thủ nhà cho nô 1. Bởi anh đòa tiên liệu rằng chỉ cần để cho nô 1 khỏe là sẽ cân được 2. Nhưng anh đang quên mất rằng Phúc bây giờ đang hồi lại với một khoanh ruộng rất dị ở giữa bản đồ. Khoanh ruộng hình bậc thang nhưng đóng trên phần nền đất phẳng. Anh đang giả vờ, vâng, đang giả vờ giống ruộng hình bậc thang. Cái gì đây? Y đang đi vào giữa bãi gỗ. Bãi gỗ của cái thủ Mỹ Đình. Có một con Y của cái thủ VB. Chết anh tôi rồi. Một con Y đang đâm tầm này phải chết đến 5-6 con dân rồi. Chết rất nhiều dân chứ không phải 5-6 con nữa. Không sợ, vâng, bây giờ mới soi, không phải là y mà là chém. Bốn mươi tám trên 60 vẫn đang duy trì tham. Cho Son đang nở dần đều, trong đó thì cái thủ với lớp đã thiêu quá nhiều lạc đà ở trong hốc 6 giờ, không thả cái hốc 3 giờ của anh. Túp lều lý tưởng. Nó cũng đang bị phát hiện. Vâng, từ túp lều lý tưởng nó trở thành nghĩa địa lý tưởng. Và Velop bây giờ chính thức trở về con số 9 huyền thoại. Mỹ Đình vẫn đang cố gắng, rất cố gắng với tên này. Chúng ta hãy xem rằng với tên này thì anh ăn được chém. Không được rồi, lại thêm cả 3 chém của thủ 1 nữa. Và thêm một đống y của thủ 1, 3 đi.
vẫn phải cố gắng đánh vì đây là trận chung kết với Hà Nội ở sân đấu thứ ba. Chạy cối tạo nên huyền thoại, muốn trở thành huyền thoại thì phải chạy cối trận đấu này, nhưng chạy cối phải thắng mới thành huyền thoại được, qua canh thua thì thôi vẫn là bình thường. Vâng, khoanh ruộng mà tôi nể phục Nhất Nam, không thể hiểu nổi là tại sao anh giải ruộng nhanh như vậy, thế nhưng nó vẫn rất kín, mặc dù nó mang theo cái hình rất dị, một khoanh ruộng hình đa giác, không biết là có bao nhiêu cạnh ở trong cái khoanh ruộng này nữa. Vâng, như vậy là Đô Một đang có bài chiến thuật về tâm lý, anh đang đánh tâm lý vào bên phía của Mỹ Đình và bên lớp, nhưng có lẽ là cũng đang có cơ sở để cho cái thủ Mỹ Đình nữa, sau là cái thủ Đô Một nói vẫn phải đánh. Tham vẫn trên 4x mà đã chết dân đâu. Vâng, dân vẫn còn ăn quả, tức là làm khoanh ruộng to như này mà một kích ruộng, còn ruộng thì sao phải xoắn. Gặp dân của Đô Một, vâng, bây giờ Đô Một đang phải bung đi ăn vàng, lại quản vàng ngoài. Đô Một mà không lên 4 thì vẫn còn phải dai dẳng nhiều, muốn kết thúc sớm thì ấu này thì phải, vâng, cuối cùng cũng phải chạy đạo ruộng này rồi, rất đen rồi anh. Còn dân vẫn phải đánh, bao giờ phải hết dân và hết nhà thì may ra anh mới quyết. Sai nhà về lớp nhưng về lớp chạy dân rất nhanh. Vâng, đây là đồng đội anh ơi, không phải dân của thủ Đô Một đang ở đây. Map này còn rất nhiều vàng dành cho Đô Một, thậm chí nhà ở Maxi vẫn còn nguyên bãi vàng, nhưng Đô Một đang đi ăn vàng nhà ở đối phương trước. Sau Tham đang đè lại, Tham đè lại là Tham mà Đô Một đang tích đồ lên 4. Thời điểm phút 46 rồi, không lý gì Đô Một lại không lên 4, mà tôi nghĩ là lên 4 Đô Một sẽ đánh cái bài chém vàng, cho son chém vàng, kết hợp thêm bài cái BA mang tính chất tượng trưng. Bây giờ thì đội ngũ giải phóng mặt bằng của thủ BB sẽ bắt đầu quay xuống nhà của Phúc Siêu Thị để dọn nốt nhà của Phúc Siêu Thị. Bi bé bỏng đã trở thành bi bay bổng. Những khoanh ruộng mang thương hiệu Phúc Phú Đô. Bây giờ thì có thể thấy là cái thủ BB, anh đã đâm nổ thành công những cơ sở nhà của thủ Vlog cũng như nhà của Mỹ Đình. Vlog may mắn là vẫn giữ được một nhà L. Ô, Tham từ 9 anh đã tăng lên số 21. Không thể tin nổi. Gì đây, đóng y để lên 4. Thôi chết tôi rồi. Đúng như gì tôi tiên liệu, bây giờ thì game thủ No 1 chính thức kích 4 ở phút thứ 48. Chúng ta hãy xem rằng liệu có pha lội ngược dòng kinh điển của Hà Nội hay không, hay là một bài chạy cối kinh điển. 24-36. Mỹ Đình. Vâng, anh Mỹ Đình trận đấu này vẫn giữ trên 4x, mà dù đâm rất nhiều nhưng người thấy là anh vẫn giữ Tham siêu tốt. BB đang rất rảnh tay, vì vậy mà BB đang đâm ở mọi nơi trên cái bản đồ này, kể cả nhà của cái thủ Mỹ Đình. Về lớp phải thấy là ở những thời điểm như này thì mới nhận ra được tình cảm anh em. 96 thực mà về lớp bơm sang cho cái thủ Mỹ Đình. Bát cơm xài nửa, đồ ăn đã là rất đói đối với về lớp. Nhưng về lớp hồi lên số 28-36, lại là một bài hồi phục thần kỳ của phôi về lớp cầm và quản dân của cái thủ Đô Một. Đô Một tôi tin chắc trận đấu này anh lên 4 anh sẽ đánh đánh chém vàng. Map vẫn còn rất nhiều vàng. Lên 4 xong, Soi Tham đè lại, vâng, đè lại rõ rệt sau khi mà cái thủ Đô Một lên 4 xong. BB bây giờ thế trận coi như 2-1. BB sẽ vẫn hồi dân ở trong nhà của cái thủ Đô Một, nhưng là rất chậm. Còn đối với Phúc Siêu Thị và lớp Lém Lình thì các anh sẽ phải cố gắng gấp đôi khi mà chém đã lên những con chém phồng. Dường như là sẽ là khoảng 300 máu rồi phải, khoảng hơn 300 máu dành cho chém. Chứ các bạn là 200 máu hay bao nhiêu đó, nhưng mà rất trâu máu. Chém phồng máu rất trâu và có cả giáp đồng. Và chưa quên, vừa rồi là một tôn giả quyết để cho đối thủ chủ quan giả vò quyết. Đây là chiến thuật Mỹ Đình, nhưng anh nên nhớ rằng đối thủ không nhìn thấy được anh là vừa xoay sang thì đúng rồi. 46
không thể quyết được. Về lớp cuối cùng cũng quyết, rất cố gắng, thua 3C. Đen nhiều hơn chữ đỏ. Bài này là bài mà quân của anh là có đôi chút lợi thế hơn. Nhưng với một bài chém rất tốt của BB và nhà về lớp ở thời điểm đầu, khi mà ăn được toàn bộ dân bãi vàng, thì thế trận đã sớm được đưa về 2 vs 1.5. Cái thế trận mà nhà hậu thủ Mỹ Đình khung nhà nhưng lại bị BB trở lại cánh quá sớm và ốp vào một tuần chém to, đã khiến cho game thủ Mỹ Đình mất rất nhiều lực và không có đủ tay để đẩy quân ra khỏi nhà. Vâng, đúng như dự đoán thì game thủ No 1 anh đánh châu chém và lên chém vàng, chứ không có một bài đánh hot nữa của thủ No 1. 150 máu. Ô, bao nhiêu vậy là chém phòng cũng chỉ bằng máu với chém thường. Cũng lâu rồi không ai đánh bài chém phòng vậy mà kiến thức về chém phòng có vẻ như đang hơi bị lủng. Chỉ có tăng công. Vâng, công tăng lên được 2 và tăng thêm được cái giáp đồng. Như vậy lên chém phòng cũng chẳng có nhiều ý nghĩa, thấy là chỉ tăng được công 2 cùng với đó là một cái giáp đồng. Nhìn thân hình thì rất đồ sộ, nhưng như vậy là đủ để có thể hạ gục Vê Lớp và Mỹ Đình. Còn nếu trận này game thủ nó 1 mà không kích 4 thì tôi đảm bảo là còn lâu nữa thì Vê Lớp và Mỹ Đình mới quyết, bởi thế trận là 2-1 rồi, vẫn có cơ sở và lý do để đánh tiếp. Chỉ cần đè được tham như quản được vàng thì chắc chắn là No 1 sẽ còn vất vả rất nhiều. Nhưng 3C đấu đã kết thúc, chúng ta cùng chờ đợi xem liệu có sẽ đấu thứ tư hay không. Các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của VC trận thi đấu giữa hai game thủ với lớp Mỹ Đình và No 1 BB ở kèo của năm. Trận đấu được diễn ra tại Trà Lửa 164 Lê Thanh Nghị và được tường thuật trực tiếp qua kênh truyền thông VC1 giải trí việt.net.vn. Ở thời điểm này các bạn đã có thể truy cập vào trang chủ để theo dõi lại tất cả những clip đã qua. Hãy ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi bằng cách theo dõi lại những clip tại trang chủ và chung tay tẩy chay những website lậu và những website trộm cắp như những đơn vị chia sẻ đáng.com, có hết.vn, chạy dân.com, video game.vn hay tin game24h.vn, và thay vào đó là xem lại tại những trang chủ chính thống, cũng như nắm bắt những thông tin và xem những thông tin mới nhất của các kèo đấu tại các website chính thống của Giải trí Việt, của Game TV và của Scarlet. Vâng, trên màn hình đó là game thủ No 1 anh đã vào. Vẫn có trận đấu thứ tư và chúng ta hãy cùng chờ đợi ít phút nữa.